Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, phố cổ Hội An. Chào mừng quý anh chị đến với phố cổ Hội An để cùng chữa lành trên những con đường nhà thanh thang phố cổ Hội An. Và một ngày trời không mưa to lắm, đây là mùa mưa. Với thời tiết như thế này thì chúng ta tạm hài lòng. Một cái chữa lành dành cho quý vị đó là lang thang trong lòng phố cổ và cùng chiêu với những cái vị khách nước ngoài. Hội An là một địa danh rất là độc đáo, xứng đáng cho quý vị chữa lành. Hội An. Các cái vị khách này đang tập nói tiếng Việt cũng như là đang nói phát âm hai từ Hội An. Họ rất yêu quý Hội An. Hội An nhỏ nhỏ xinh xinh, rất là dễ thương, và một không gian ấm cũng đi bộ như thế này xứng đáng để cho tất cả mọi người cùng chiêu hoặc là chữa lành. Thì cảm giác đến với phố cổ Hội An chắc chắn là sẽ làm say đắm lòng người, cũng như là sẽ làm cho biết bao nhiêu tâm hồn lắng động ở phố cổ Hội An. Đây, mình đang dạo phố trên con đường Trần Phú, một trong những địa danh, con đường chính của khu phố Trầm Quách của Hội An. Và các quý anh chị đây cũng không xa lạ gì với Hội An, nhưng mà chúng ta có thể đến đây vào một dịp nào đó, không phải là lúc này. Nếu như quý vị anh chị có cơ duyên nào đó đi đến đây thì chắc chắn là sẽ có một cái cảm giác thật là lạ lùng khi đi bộ vào quanh phố cổ vào dịp như này. Vâng ạ, phố cổ Hội An sẽ mang lại cho quý vị cảm giác thật là chill, nhẹ nhàng và giúp quý vị hàn gắn những cái vết thương lòng. Những ngõ nhỏ, phố nhỏ với những cái chiếc đèn lồng rất là dễ thương, siêu xinh như thế này. Đèn lồng chính là đặc trưng của phố cổ Hội An, hay người ta thường gọi là Hội An là phố đèn lồng. Một cái tình cảm dạt dào của người vợ đón người chồng là ngư dân trở về, giữ chiếc đèn lồng trên tay làm dấu hiệu để vợ chồng gặp gỡ trở lại. Đó chính là cái bóng dáng của chiếc đèn lồng.你都得得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 
Hả? Không, mình sống của anh đây. À, đấy. Xin chào. Hãy bị bấy mẹ chị anh, nhưng mà cái giấy gì á, giấy nó là giấy thường hay giấy này giấy này giấy đặc biệt á, là kiểu bên nhà sản xuất á, mình chỉ để hàng thủ công như vậy nó không ra màu ấy. Giấy cái tên tiếng Việt là gì? Giấy tên tiếng Việt là giấy gì anh? Giấy là giấy thôi. Ủa trời, hắn phải phải không dịch từ cái kilin đi ra này là à, kilin là khác hả? Cái nghệ thuật kilin là xoắn giấy à đó. À, kiêu linh là cái kỹ thuật làm, dạ. Còn làm là làm từ giấy này. Dạ, đúng rồi. Màu nào ra màu đó, từ họ nhuộm từ khi sản xuất á. Dạ. À, okay. Giấy này không ra màu. À đây xoắn có nghĩa là xoắn đây đó. Dạ, cái này là để mình xoắn giấy được nhanh hơn đấy. Xoắn. Đây là để mình làm xem. Postcard. Okay. From paper. Okay. And picture frame postcard from paper. Yeah. What's your name? Yeah, hay quá. My name is Yo. Wow. Nice to meet you. Yeah. Yeah. Sau đó thì em sẽ như vậy. Bốc lại như vậy để tạo hình đấy. Rồi mình cần một chút keo nữa. Keo nữa, dạ. Để mình tạo hình lên cái lồng đèn như vậy. Ừ, dạ. Cô gái như vậy. À, dạ. Cô Thuyền. Thuyền nữa. Làm được thế giấy. Đây là một nghệ thuật khá là mới lạ nhỉ. Dạ. Xoắn giấy, killing card. Killing, xoắn giấy. Hay quá. Đây hả? Không, khách anh là khách thường nha. Tàu biển là mấy anh kia, mấy anh mà có mặc đồ, với là mặc đồ màu xanh, hôm nay họ mặc đồ màu xanh đó. When I roll finish, I need to check out. Let this blue, you see. Okay. Yeah. Mm-hmm. And after that, I can squeeze it. Okay. Squeeze it. And I give you some glue, white glue. Okay. Glue. And shake my for the lantern. Okay. And make the lady. Okay. And make the boat. Okay. Make the chocolate bridge. Okay. Yeah. Make everything. Yeah. Ah, Okay. 日本橋、小屋、団、ザリ、アナ、